Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Nhật Bãi Phú Cường ạ. Tiếp tục video ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác 3 mã nồi cơm nhé. Dung tích đều là 1 lít hết ạ. Hôm nay có một chiếc tô chuông đấy ạ. Bây giờ em sẽ lên tô chuông đầu tiên nhé. Đây, một chiếc tô chuông màu vàng đá các bác nhé. Rất đẹp luôn. Đây, em này thì hiện tại nó đang hết pin. Đây, quay ngoại hình cho các bác xem. Em này toàn thân này bọc vỏ nhựa các bác nhé. Đấy, không móp méo, không bể vỡ. Đấy, màu vàng đá cũng nhá. Mã của em này là RC-10VXE1 nhá. Đấy, em này được trang bị Eco Levy tiết kiệm điện nữa này. Đấy, em này là đời 2014 ạ. Dung tích là 1 lít, điện 100V. Công suất của nó là 1420W nhá. Những cái dòng em công suất khủng với 1420W này thì nấu cơm rất là ngon luôn. Răng đây. Răng của em này cũng còn khá là ok nhá. Nó hơi ngả màu một chút, nhưng mà không sao nhá. Đây, cao tần áp suất bi. Ruột đây ạ. Ruột của em này là ruột gân nhuyễn các bác nhá. Đây, rồi không có một vết chảy chóc gì, không vết chấm cám gì luôn, rất đẹp luôn ạ. Bên ngoài đây ạ, đấy, bên ngoài tô chuông ngon nhá. Đấy, dưới này nó có hơi sức, dưới đáy nó có hơi sức một chút xíu thôi. Đấy, quan trọng là cái ruột nồi nó vẫn còn đẹp, vẫn còn ok là được. Đấy, rồi rất đẹp luôn ạ. Đời 2014 ạ. Đây, đây. Đấy, em này đang nấu ở chế độ Eco Levy tiết kiệm điện là 50 phút. Menu các bác chọn là menu nút ở bên bấm nút giữa này nhá. Đấy, các bác bấm bên trên là nút chọn gạo này. Đây, em để bấm một nút này là nút chọn gạo các bác nhá, gạo trắng rồi gạo không vo, gạo lứt rồi hạt kê. Các bác ấn một lần nữa là nó sang chế độ chọn nấu này. Đấy, nấu cứng, nấu mềm, nấu ngon nhá. Nấu siêu ngon này, nấu bình thường, nấu nhanh và nấu sôi cháy các bác nhá, có cả cơm cháy ạ. Đời 2014 là có trang bị nấu cơm cháy rồi. Em mở bấm xem chế độ cơm cháy nó là bao nhiêu phút. Cơm cháy, đây là sôi cháy rồi này. Sôi cháy này, cơm cháy đây. Cơm cháy là 70 phút các bác nhá. Đấy, các bác biết là cái dòng cơm cháy của dòng Toshiba này nó cơm cháy rất là ngon luôn. Mà hạt cơm nó săn đều bóng nhá các bác nhá. Đấy, dòng tô chuông này. Đây là nút ủ ấm này. Đây là nút chọn gạo ngay bên ngoài màn hình các bác nhá. Chỉ có chế độ chọn gạo không vo và gạo trắng thôi. Khi mà các bác ấn nút này nhá. Đây là đèn hút chân không này, hẹn giờ này. Hẹn giờ 1 và hẹn giờ 2 nhá. Đấy, các chức năng hoạt động bình thường. Bây giờ em nói em bán em này với giá là 3.950.000 thì có bác nào chốt không ạ? Đấy, vâng. Em bán em này với giá là 3.950.000 các bác nhá. Mã số 1. Mã số 1 nhá. 3.950.000 nhá. Đấy, con tô chuông, em tô chuông này, đời 2014. 3.950.000 đấy ạ. Ok nhá. Tiếp theo là mẫu em Panasonic. Ở đây. Em này là quay ngoại hình cho các bác xem nhá. Em này hầu như là không có một khuyết điểm gì luôn nhá. Rất đẹp luôn này. Đây là cái miếng dán của họ dán các bác nhá. Đấy, nó đã bị bong ra rồi, nhưng mà dán lại được. Miếng dán của miếng dán của nồi đấy ạ. Mã của em này là SR-PB10E6 nhá.
Đấy, em này cũng được trang bị Eco Navy tiết kiệm điện này. Quay ngoại hình cho các bác xem. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Màu trắng, bên trên mặt này là màu xám đá nhá. Đây là có những cái đường gân chìm rất là đẹp luôn này. Đấy. Rất đẹp luôn nhá. Quay bên ngoài nó còn đẹp hơn ở trong video các bác ạ. Đấy, ngoại hình rất đẹp luôn, là màu trắng, xung quanh là màu trắng. Điện 100V, công suất là 1200W nhá các nhá. Đời 2018 ạ. Đây, đời 2018 rất là cao luôn nhá. Đấy, ngoại hình rất đẹp luôn các bác. Một em Panasonic VIP rất đẹp luôn. Đấy, đời 2018, quay ngoại hình cho các bác xem một lần nữa. Đây, bên trong răng này. Đây, răng em này. Răng em này nó màu xanh như thế này các bác nhá. Đấy, răng rất xanh luôn. Đây, bên trong này. Răng rất xanh. Em Panasonic áp suất điện tử. Em này thì không có cấp bù ẩm các bác nhá. Đấy, Panasonic áp suất điện tử rất đẹp luôn này. Đó. Dòng Pana này cũng là nấu cơm rất ngon các bác nhá. Mà dòng này dùng nó bền. Đây ruột nồi đây các bác. Cái này là bụi này. Đấy, ruột nồi rất đẹp nhá, không có một vết chấm cám, không vết chảy chóc gì cả. Vẫn còn nguyên lớp kim tuyến này. Đấy, vẫn còn óng ao óng ánh luôn. Bên ngoài đây. Bên ngoài cũng còn rất là đẹp luôn nhá. Đấy, nói chung là dòng Panna này nấu cơm ngon. Đấy. Nói chung là bên Nhật thì hãng nào cũng nấu cơm ngon lắm nhá. Các bác tùy theo sở thích, các bác thích dùng hãng nào thôi. Có bác thì rất là thích Joji, có bác thích Mitsu, có bác thích Panna đấy. Tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Các bác thấy hợp lý thì các bác mua nhá. Đấy, đấy. Em này đang ở chế độ gạo không vo này, đi cho gọn chọn gạo này. Đây gạo trắng. Gạo trắng nấu bình thường là 52 phút các bác nhá. Đây có cả nấu ngon, nấu tiết kiệm điện này, nấu ít, nấu nhanh, nấu xôi, nấu cháo nhá. Đấy. Có hết. Rất là nhiều. Đây các, nếu như mà các bác muốn ấn menu thì các bác ấn menu bên này. Đấy, mình di chuyển mũi tên. Menu. Đây, đây là chế độ đã cài sẵn, là chế độ nấu cơm ở bình thường gạo trắng nhá. Đây là 52 phút. Giờ phút này. Ủ ấm này, chọn gạo, thì ở ngay bên ngoài màn hình thôi. Đấy. Ok nhá, các chức năng hoạt động bình thường nhá. Em này rất là đẹp luôn nhá. Em này khá là đẹp đấy. Mã tiếp theo là mã số 2 nhá. Mã số 2 lên em này với giá là 2.250.000 nhá. Đấy, 2.250.000 cho mẹ em Panasonic áp suất điện tử đời 2018. Đấy, nồi rất đẹp luôn. Đó, ok. Mã cuối cùng nhau nhá. Mã cuối cùng mẹ em Toshiba cao tần áp suất. Em này ngoại hình của nó, bên trên mặt này có những cái đường hoa chìm rất là đẹp luôn các bác. Đấy. Em này là màu mận mận chín nhá các nhá. Đây. Màu mận chín. Xung quanh thành vách khá là ok nhá, không bị cấn móc, không bể vỡ. Đây. Toshiba. Mã của em này là RC-10VSE5 nhá. Dung tích là 1 lít, điện 100V, công suất là đâu? Công suất chỗ nào? Công suất là 1250W. Đây. Răng này nha các bác nhá. Răng em này cũng còn khá là xanh. Đấy, cao tần áp suất bi luôn. Đây là lỗ hút chân không nhá, cao tần áp suất bi hút chân không này. Đấy, lỗ hút chân không rất là nhỏ luôn. Hút chân không một lỗ. Ruột nồi đây các bác. Ruột nồi gân nhuyễn rất đẹp. Không có một vết chảy chóc gì nhá. Không vết chấm cám gì. Bên ngoài này. Bên ngoài cũng còn rất là đẹp luôn, rất là bóng luôn.
Dưới đáy nó có hơi sưng một chút thôi nhá, cái này không ảnh hưởng gì cả. Em này là đời 2017. Đời 2017. Đây là đang ở chế độ nấu cơm ngon đó nhá. Đấy. Em này cũng như dòng em tô chuông, những cái dòng Toshiba cao tần áp suất ấy thì nó cũng gần giống như nhau, các chức năng bấm dần giống như nhau thôi. Các bác bấm hai lần thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ chọn nấu. Đấy. Nấu nhanh là 20 phút thôi nhau nhá. Nấu nhanh 20 phút này thì nó sẽ không có cái chế độ ủ gạo và ngâm gạo nhá. Nó nấu luôn cho nên là hạt cơm nó sẽ không được chín đều và nó sẽ không ngon. Đấy, em khuyên chân thành các bác là nếu các bác mua đồ Nhật thì các bác nên sử dụng những cái chức năng ví dụ như nấu bình thường hoặc nấu ngon nhá. Thì hạt cơm nó sẽ ngon hơn, chứ còn nấu nhanh thì nó phí cái đồ Nhật quá. Nó không kiểu không đúng cái chức năng mà mình muốn mua. Quan trọng nó là nấu ngon, nhưng mà mình đây ví dụ như là bí quá, ví dụ có hôm mà các bác bận mải quá thì các bác cũng có thể ấn nấu nhanh được nhá. Đấy, không nhất thiết là cũng phải lúc nào cũng đợi chờ cơm. Đấy, nhưng mà nấu cơm ngon thì nấu cơm ở tầm 50 phút, hơn 50 phút thì cơm nó sẽ ngon hơn. Đây là cái chế độ chọn gạo các bác nhá, gạo lứt. Đấy. Hẹn giờ này. Rồi ok nhá, các chức năng hoạt động bình thường nhá. Mã cuối cùng là mã số 3 nhá. Mã số 3. Ơi. Hả? Cái gì? Ăn cơm bây giờ. Mã số 3 các bác nhá. Mã số 3 em này với giá là 2 triệu 6. Đấy. 2 triệu 6 nhá. 2 triệu 6 cho em Toshiba cao tần áp suất hút chân không. Tất cả các sản phẩm hôm nay các bác chuyển khoản 100% thì bên em bao ship nhá. Nếu không chuyển khoản vui lòng cọc giúp em 200.000 ạ. Các bác có nhu cầu mua hàng gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0862594684 nhé. Hoặc kết bạn Zalo em nếu như mà các bác muốn xem hình chi tiết từng sản phẩm một nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.